Chào các cô chú và các bạn, hôm nay mình đi đâu các bạn biết không? Mình sẽ đi nhổ cái răng thứ hai của mình. Đâu, cái răng thứ tư chứ. Đâu, hai răng dưới hai răng trên, đúng không? Không, mình sẽ nhổ cái răng thứ tư là cái răng thỏ, và kế bên cái răng thỏ kia hơi đau không mấy bạn, nhưng mà mình không có khóc. Chắc không? Vân Anh rất là can đảm. Răng là cuộc đời. Bây giờ mình sẽ nhổ răng ở gần nhà ha. Mình đang mặc áo kỳ lân. Rất là gần nhà cho nên là đi xe máy. Nhưng mà trời đang mưa. Còn mình, con cứ đem theo khăn giấy mà. Hai đứa bạn đồ dễ thương với ta. Khăn giấy. Nghe để làm gì? Lau máu. Để chậm máu hả? Ở đây cũng có cái nha khoa nữa. Hay mình nhổ cái nha khoa mới đi ha. Thôi. Lại cái nha khoa mới, cái nha khoa mới đi. Thử đi. Ôi chưa nè. Nha khoa mới thì sạch sẽ lắm. Sao cái này không đổi lên đồ vậy? Ok mà. Chắc tại dướng tóc con. Cũng có nha khoa mới nên đi vô khám rồi. Không nè, con nhìn đi. Nó sạch sẽ và mẹ nghĩ là con sẽ thích hơn. Đâu có điên mà. Không có đâu, chỗ nào nhổ cũng y chang nhau hết á. Nhổ bác sĩ kia mà. Bác sĩ kia hả? Tới hai bác sĩ lần giờ chắc 2k rồi, bác sĩ khác rồi. Thì cứ thử đi, vào xem thử đi mà. Cái gì mình cũng phải thử mình mới biết chứ. Con xem chứ con vô con nhổ đâu. Mẹ nghĩ là nên vô nhổ ở đây, sạch sẽ mới nè. Trời ơi, sao cái này nó. Mẹ con không có đưa lên hết á. Con chết luôn á. Ê, con bậy nè. Đau lắm. Nhổ bác sĩ kia hơi đau, nó nhổ mấy bác sĩ này. Sao con biết đau, con chưa nhổ bao giờ mà, đúng không? Rồi, mình vào đi. Mẹ, để vô giùm con. Mẹ con, mình vào đi. Con phải buông tay ra mẹ mới giúp được. Rồi con không xuống, con cao quá. Rất vừa đó. Dẫn kéo tóc rồi. Rồi, mình đi ra nha. À, chết chết rồi, trời ơi. Yêu đời. Ok, ổn rồi. Đi ra nào các bạn ơi. Thì anh có dừng xe. Để mẹ qua. Bởi vì mẹ không muốn ngồi ở trên là vậy đó. Tao hai đứa quay qua nè. Đây là cái nha khoa mà Vân Anh sẽ đến để nhổ răng. Nha khoa này rất là gần nhà, nhà ở phía trong đây nè. Ở trong đường đây, đi ra là tới rồi. Thì cái nha khoa này rất là mới. Sạch sẽ. Wow, hôm nay Vân Anh với thì anh mặc đồ dễ thương quá ta. Đồ này cũng xưa rồi. Nha khoa không em? Đúng rồi. À, bé nhổ răng sữa. Ngồi đây đợi đi con. Qua anh thì à, ngồi xuống đi. Lau cái răng của con nè. Nhẹ ra. Nhẹ ra cho mẹ xem. Nhẹ ra mẹ ăn chờ. Con lung lay cái răng đó rồi. Ngum lại cái răng đó không? Màu bé rồi hả? Màu mà. Đi mà nhiều lên nhiều bác nhỏ cho mình. Thì anh lên với chị Hai không? Ba chưa một chút. Bác sĩ nha khoa. Bác sĩ nha khoa là chú. Bác sĩ nha khoa là ai? Bố lẹ. Con thích con gái nhỏ. Bố lẹ nhỏ không ạ? Bố lẹ không nói chuyện lung tung nha.
Thì em bán cho. Đi vô. Vô rất là mới mà. Ba ở đây không có nhổ đâu, nên dễ xem thôi. Ba xem thôi đi. Mẹ đi. Hôm bữa nay đã nhổ rồi nên ở ngoài kia mà tại vì đây mới nên là. Cho ba kiểm tra. Năm năm đấy đi con. Nhổ. Ba xem thôi. Không có nhổ mà. Ở ngoài kia người ta nhổ chứ ở đây không có nhổ. Ngoài kia nhổ thôi. Sao bạn xem ra nào hãy xem không có nhổ mà bảo không nhổ. Ôi răng này đâu có nhổ, nó bôi thuốc xong rồi nó dụng mà đi về, bôi thuốc về nhà dụng. Hay quá vậy đó. Ừ, ngoài kia nhổ chứ đây đâu có nhổ đâu, bôi thuốc luôn. Wow, thật nha. Hey, hey. Dạ làm gì á? Dạ bỏ dép xuống. Con bỏ dép xuống. Không có được mang dép lên cái ghế. Ngồi nằm đàng hoàng nè Vân. Nghiêm túc nha. Nằm xích lên chút xíu, nằm lên cái gối cho chị em đó. Ôi nhẹ nhàng thôi con. Chấp dụng rồi đó, mẹ thấy chấp dụng đấy chưa? Dạ. Cái này há đi con, há. Thả cái tay xuống đi. Lắm luôn rồi đó. Thả cái tay xuống đi con. Bỏ tay xuống luôn anh. Thả tay xuống đi, không nữa. Cắn lại, cắn lại, cắn lại, cắn lại, cắn lại, cắn lại. Cắn lại, con cắn lại rồi, sao, sao, sao. Đâu có sao đâu, có nhổ rồi, con cứ nhổ đi, thuốc thuốc nó vô nó dụng ra mà đấy. Không? Cái răng này là cái. Kìa, bác cho cái răng này về. Có ai nhổ răng mà cười như Văn Anh không trời. Rồi, rồi. Cảm ơn bác. Rồi, đem cái răng về. Ủa sao nó cứ. Cắn mà con cắn rồi. Cắn lại cho nó chặt lại, nó mới mò chảy máu. Hai bạn Kỳ Ngân thấy sao? Ok ha. Cái răng ở phía dưới đó, nó bị có vẻ nó có hiện tượng lòi sỉ á bác. Có cái mọc ra vậy nè. Thì sao? Để cháu cháu để lên mọc ra. Mọc ra rồi tính. Rồi chỉnh nha chú. Đây mày có chưa? Con cảm ơn bác đi. Rồi, cảm ơn bác. Con mà nhổ răng lại con hổng máu luôn. Không lẽ coi rồi. Con mà nhổ răng lại con hổng có máu mà con khóc luôn. Vậy là con dở hơn hai rồi đó. Hai đâu có khóc hay cười quá trời vậy đó hả? Hai mừng quá. Chứ mới lần đầu tiên được gắn lại, gắn cái không gòn lại con. Bỏ vô đi, chuyện nó không chảy á. Lúc mà con đi nhổ răng, khúc đầu con đi nhổ xong cái răng, con khóc. Tự nhiên con soi cái giường, con không thấy con người chơi má, tự nhiên con cười. Đây nè Vân Anh ơi, Vân Anh. Em đi lộn đường. Tính tiền đi chị. Con như khóc hả? Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Không la chứ không khóc.
tự nói chuyện đi nha. Tính tiền đi bác. Không có tính. Nói, tính đi. Trời ơi, gắm vô, gắm vô. Ở đây bác nhỏ ra, bác không tính tiền luôn rồi kìa. Vậy là nước ra vậy cho bác. Mới chỉnh nha, mới chỉnh nha. Đi con nha. Không đi hết nhà ở trong đi. Đây nè bác. Dạ, chạy ra gần xịt luôn. Chị sai. Dễ thương quá ha. Dễ thương không? Cô nhìn quen không cô? Xong anh channel đó. Ôi chị sao? Hai bé không giống nhau lắm vậy hả? Ừ, không có sinh năm 1 chứ không có sinh đôi. À, đâu có sinh đôi đâu, nãy giờ tôi sinh đôi đó. À, sinh năm 1, tại mặc áo giống nhau á. Nói cô coi kênh của con đi Vân Anh. Cô đăng ký kênh của con đi. Hai bé có kênh YouTube trên Song Anh Channel trên kênh YouTube đó. Thế gì cô đăng ký ủng hộ xem cho Vân Anh nha. Thì anh ơi, vô đây ngồi với hai đi. Trời ơi, bác nhỏ cho con, bác không lấy tiền luôn kìa. À, Song Anh Channel ấy. Không, muốn mua. Đánh Song Anh Channel. Kìa đưa Vân Anh tiền, cho Vân Anh tiền đi. Cắn lại, cắn lại. Nhiều phát viên. Nhỏ vãi rồi kìa. Nè, cái giấy nè. Dạ, cảm ơn cô đi con. Thì anh nói gì đi. Thấy chị hai nhổ răng như vậy con có cảm nghĩ gì không? Hả? Mày mốt ra đây nhổ tiếp ha. Mốt có răng nào bị rung rây á, con ra đây con nhổ ha. Ôi bác sĩ ra bác sĩ nhổ. Cảm ơn bác sĩ. Rồi ôi xong anh xem rồi đó, em bấm đăng ký. Đăng ký là sẽ được xem mấy cái mới. Chị chị bật vô cái chuông thông báo là nó. Ví dụ như chị này có đăng gì là chị đây đi coi. Rồi thôi con bye bye các cô chú và các bạn đi. Vân Anh đi anh. Bye bye đàng hoàng nha.